Chào các bạn đã đến kênh YouTube của Bảo Phụ Đồ Xưa. Hôm nay mình lên 9 món nữa nha các bạn. Lại tiếp theo video trước nha các bạn. Đây mình lên tiếp 9 món nữa. Và đây là mã số 1. Mã số 1 là 9 cái ấn lòng lân nha các bạn. Cái này là 9 cái ống đồng đặc, đồng đúc đặc hết nha các bạn. Nặng 896 g. Này là mỗi cái ấn này rời nha các bạn. Trên là một con rồng. Xung quanh là 8 cái ấn rồng nha các bạn, chính giữa là một cái ấn lông. Ấn lông. Đây là cũ ấn nha các bạn. Đây, như đáy chữ rất đẹp. Cái này ngang 8 dài dài 92 nha các bạn. Rồi báo giá mã số 1. ₹950 nha các bạn. Và tiếp theo là mã số 2. Mã số 2 là một cái sông trầm trúc nha các bạn. Sông trầm trúc. Nặng 970 g. Nhỏ nhưng mà có vỏ, cái này dày. Này cao 15 năm nha các bạn. Ngang 9 à. Rồi báo giá mã số 2 950 ngàn nha các bạn. Và tiếp theo là mã số 3. Mã số 3 là một cái bát hương nha các bạn. Lúc nổi tùng trúc. Nặng 1 kg 109 g nha các bạn. Này quay hàm ếch cho các bạn. Này ngang hai tay là 13-8 à. Ngang miệng của bát hương là 12 nha các bạn. Cao tới quay 9,5. Này hàng cũ không có cổ nha các bạn. Rồi báo giá các bác hương mã số 3. 850 nghìn nha các bạn.
Các bạn nào thấy thích thì cứ khi nào chốt thì cứ cọc, mình bao ship gửi tận nơi nha các bạn. Tiếp theo là mã số 4 là cái ấm trà nè. Trà nặng 109 gram, đây là ấm trà con cá nha các bạn. Ấm trà đút nổi cá, trên nắp là cái con cá nha các bạn. Này cao tới quai 13 nè. Ngang ngân dòi 12 năm nha các bạn. Rồi báo giá mã số 4, 650.000 nha các bạn. Và tiếp theo mã số 5 cũng làm cái ấm trà nha các bạn, 810 gram, ấm trà mai điểu nha các bạn. Chim đậu trên cành mai. Này cao 11 là các bạn. Cao 11. Dài 17 nha các bạn. Rồi báo giá mã số 5. 1 triệu 2 cái ấm nha các bạn. Ấm mai điểu 1 triệu 2. Và tiếp theo cũng đây là một cái ấm trà. Ấm trà này là ấm trà vỏ đựng cá nha các bạn. Vỏ đựng cá đương trúc, nặng 544 gram nha các bạn. Cái vòi của ấm trà là con cá nè. Cái này kiểu dáng là cái vỏ đựng đi câu cá các bạn, đương bằng trúc mà này chất liệu đồng nha các bạn. Này cao 14 nè. Ngang quay dòi 13 nha các bạn. Rồi báo giá mã số 6. 650.000 cái ấm nha các bạn. Chỉ có 600.000 là sưu tầm được một món đồ rất đẹp. Và tiếp theo là mã số 7. Mã số 7 là một cặp đèn Long Phụng nha các bạn. Đây cặp đèn Long Phụng. Nặng 756 gram nha các bạn. Cặp đèn rồng phụng, cặp đèn nến nha. Cái này cao 17 năm nha các bạn. Ngang miệng đèn 6 rồi. Rồi cặp đèn rồng phụng này 1 triệu 6 nha các bạn. 1 triệu 6 mã số 7. Và tiếp theo là mã số 8. Mã số 8 là một cái đỉnh quả bóng nha các bạn. Đôi đèn này nếu ai chịu dùng thì ráp vô đây thành bộ nè, một cặp một bộ để vào đây rất là xứng nha các bạn. Rất là xứng. Rồi để vào nó cao giá tiền là nữ ra làm cho nó hai lần, ai các bạn nào thích cái nào thì chốt cái đó. Cái đỉnh quả bóng này là được có cái đế luôn nha các bạn. Đỉnh sông Trầm.
nặng 1 kg 7, 1 kg 173 g nha các bạn. Đỉnh này rất đẹp. Này đúc nổi nhị lân quần cầu. Cái này cao 19 nha các bạn. Ngang 15. Ngang bụng cộng luôn hai con lân đeo hai bên là 15 nha các bạn. Rồi báo giá mã số 8. Mã số 8 có đỉnh trong cầm là 1.600.000 nha các bạn. Và tiếp theo mã số 9 là mã cuối cùng. Mã số 9 là một cái bình bông vỏ đạn. Cái này 105 ly nha các bạn. Nặng 2 kg 220 g. Cái này hàng VIP à. Đẹp độc lạ này. Không có đụng hàng nha các bạn. Cái này cao 36 nè. Ngang miệng 16 nha các bạn. Đúng 16 luôn. Còn tròn vo nha các bạn, không có móp. Không móp méo gì hết nha các bạn. Rồi báo giá mã số 9 là mã cuối cùng 6 triệu nha các bạn. Hàng VIP. Dán lạ nha các bạn. Rồi đến đây là video mình cũng đã đủ 9 món. Mình hẹn video sau nha các bạn. Xin chào các bạn. See you again.